Xe taxi cũng sắp đến rồi. Lần này em đi du học Canada tận 3 năm lận. Hay là mình chia tay nha? Cũng chỉ là 3 năm thôi mà, anh chờ em được. Nhưng mà khoảng cách địa lý, rồi chênh lệch múi giờ, em... Em đừng lo, cho dù là em có đi xa tới đâu á, thì em vẫn luôn nằm trong trái tim của anh mà. Anh trai à, cho em kết bạn nha. Xin lỗi cô nha, tôi có bạn gái rồi. Bạn học, cho mình xin số được không? Mình cảm ơn. Alo. Em à, anh mới coi dự báo thời tiết á, ngày mai bên em lạnh lắm đấy, em nhớ mang đủ áo ấm nha. 2 giờ này 2 giờ sáng rồi mà anh còn chưa ngủ, anh mau đi ngủ đi. Nhưng mà anh vẫn muốn nói chuyện với em mà. Thôi, anh đi ngủ đi, mai còn phải đi làm. Với lại bây giờ cũng sắp tới giờ em lên lớp rồi. Anh biết rồi. Bye bye em nha. Dạ, bye bye anh. Anh à, em nhớ anh quá. Này cậu kia, đi giúp tôi hợp đồng nha, lát tôi ra coi đó. Thôi, anh làm việc đi nha. Ừ, anh làm việc nha, tối anh gọi lại cho. Dạ, bye bye anh. Chết như vậy, chắc cô ấy ngủ rồi. Dương Lâm, cầm tài liệu vào văn phòng gặp tôi. Dạ vâng, giám đốc. Anh ơi, làm ơn nghe máy đi. Alo. Em à, ban nãy anh có cuộc họp gấp ấy, cho nên là anh không cầm điện thoại theo. Em gọi có chuyện gì không? Lúc nãy nhà em bị cúp điện, nhưng mà có người đến sửa giùm em rồi. Đi. Bây giờ bên em đang là 4 giờ sáng, còn ai tới nữa? Bạn học của em đến sửa giùm em. Con trai hả? Chứ không lẽ là con gái? Đêm hôm khuya khoát như vậy, em còn dẫn con trai tới nhà nữa. Chắc không nói với anh. Em gọi anh bao nhiêu cuộc, anh có bắt máy không? Rồi có nói với anh thì anh đâu có tới đây được. Anh ơi, em bị sốt rồi. Vậy em đã nhận được đồ anh gửi cho chưa? Trong đó có thuốc hạ sốt đó. Vẫn chưa. Nhưng mà có một người bạn đã mua thuốc cho em rồi. Lại là người bạn đó hả? Tao đang tính từ chức để đi tìm cô ấy. Nước ngoài không phải muốn đi là đi được đâu. Không lẽ mày định từ bỏ tất cả để đi theo cô ấy 3 năm à? Vậy thì mày nói xem, bây giờ tao phải làm như thế nào? Alo, anh hả? Hôm nay em có buổi họp lớp, không thể nói chuyện với anh lâu được. Ừ, em đi cẩn thận nha, nhớ về sớm đó. Dạ, em biết rồi. Sao lâu vậy rồi mà chưa thấy cô ấy gọi cho mình nữa? Alo. Alo, em về tới nhà rồi. Sao bây giờ trời gần sáng rồi mà em mới về tới nhà là sao? Hôm qua em uống hơi nhiều nên giờ em cũng mới dậy. Vậy em về bằng cách nào? Thì bạn học đưa em về. Lại là thằng đó hả? Thiên 所以爱会消失不见